Đài Phương Nam. Vui lắm à nghe. Thấy gà mái đẹp rồi gái không sụp hết à. Muốn lắm à. Út ơi Út à. Út quê Út. Mẹ bé thánh thần ơi. Nhà cửa mà để mở cửa trong quê trong quá kìa. Chẳng khác là vụ ăn trộm vô quê sạch bách hà đồ hay sao á. Út à Út. Ai hả? Út. Ai hả? Ủa. Ủa nay nhà con nuôi con gì nghe tiếng lạ quá Út. Con Út nè. Con này lạ quá ta, ở đâu vậy ta? Đây là con Út nè, con Út. Con Út này. Trời ơi, hết hồn. Cái gì vậy? Em Út quá hả? Chứ ai? Trời ơi, nói cái gì? Tha ra, bị gì vậy? Đang. Tự nhiên sáng giờ bị gì không biết đâu, cặp giờ tự nhiên cái hai lông mũi cứng nhắc luôn rồi. Đâu, con quay lưng lại anh coi, quay lưng lại. Rồi, đứng yên vậy nha. Ờ. Kéo anten ở đây, người ta tưởng em cái máy truyền hình đứng á. Cái gì? Giống gì? Cái truyền hình á. Thôi khỏi đi, nhà nó nghèo lắm, không phải như nhà anh hai đâu, làm gì có truyền hình đâu mà. Mà nhà này cũng đâu còn gì đâu mà để ăn trộm, qua đây làm gì, bây giờ còn vài cục mỡ chứ, anh lấy về xài đỡ được không? Anh làm gì em nói ăn trộm đạo ghê vậy? Mà anh có lấy mỡ của em hay mỡ vô về ăn cũng ốm nhách à, khỏi cần lấy của ai hết á. Vậy chứ qua đây làm chi á? Qua thăm em Út. Trời. Cái gì vậy? Qua thăm mà không vậy hả? Sao không, đem gà này qua, biết chi không? Chi. Anh thích mướt không? Gà mái dầu. Ờ, dầu sao? Cái giò đó, mình hấp hành. Cái mình đó, làm gì cũng được. Cái lòng đó mình xài mướt. Cái bắt đầu là hai anh em mình. Trời gâm gâm này nè. Ly lê lai gai. Không sai không gì, chịu không? Là ý là anh đem cái con gà này qua là để mời tôi nhậu hả? Ừ. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, thiệt luôn hả? Em làm gì hết hồn ghê hả? Không, thì tại biết sao sáng giờ là giống cái điềm mà. Điềm gì? Cái điềm làm như khiến sao tôi đi ra đi vô giống như là con gà mất đẻ vậy đó. Thôi. Tại vì hồi đó giờ có bây giờ mà anh để ý tới tôi đâu, từ lúc là tía má mất có giờ anh nghĩ tới tôi đâu. Ta nói xong có lúc người có khúc. Ê, chỉ gì vậy? Cái này chạm hoài nhỏ bị thì mỗi mũi anh nói em thấp ngắn em quấn anh hoài. Lộn. Xong có khúc mình người mà có lúc khác, bây giờ lúc này anh tốt bụng rồi. Bây giờ em đừng nói anh chạy nữa. Em xuống em nói thím Út nó nấu nước sôi, trụng mình làm y như ý mình nãy giờ, được không? Rồi bây giờ nhậu đúng không? Chứ sao? Để tôi làm mần luôn cho. Đây, phải không? Em ơi. Lấy cái nồi cho anh đi. Lẹ. Con diễn hay lắm. Nhưng giai diễn con rất tiếc đến đây hết giai rồi. Bây giờ cái trách nhiệm của con còn lại là chạy khỏi cánh gà ba về nhà mình, hen. Là ra ngoài lãnh lương về hết giai tuần. Ừ, về về lại lắm. Đó, lanh lợi quẹo trái qua phải về chuồng. Khôn ngoan, giống chủ như vậy mới được đó. Chú Út mày mà ra kịp lúc đó nha. Bút xa là gà số mỡ nha con. Trời ơi, ông ơi, chết anh rồi, ông gì ơi, vậy? Ngộ thiệt á. Nước sôi xong thiệt. Rồi, anh đừng có lo, đi đây đem con gà. Anh thôi, anh tức quá rồi, tức luôn đi. Vậy con gà? Gà phải không? Ờ. Ông ơi, thông cảm cho anh đi. Sao? Anh vụng về lắm. Ờ, vụng về sao? Ờ, má, hồi xưa nói hoài đó, anh chó gà không chặt nhớ không? Lớn già cái đầu mà vẫn vậy luôn. Rồi, rốt cuộc là con gà đâu? Anh giải thích như thế này, đầu tiên đó, mình muốn mình con gà đó, em phải tháo dây chói ra. Để nó đầu thay vô âm phủ nó không bị chói buộc. Rồi sao? Anh tốt lắm, anh vừa mở ra. Nhưng sức già tuổi yếu nó vay cái nó bay nó mất tiêu luôn rồi. Vậy là con gà đi hả? Ờ. Anh yên tâm, tôi biết về đâu mà để. Ê, khỏi em khỏi, em tính đi đâu? Em về bên nhà anh em bắt cho con gà nào qua đây cái là về mình bên đó lại à? Hay quá vậy, sao gành nó vậy? Trời đất ơi. Thôi tài lanh lắm. Hả? Bây giờ mà em đi bắt gà đó, hai anh em mình không nhậu thịt gà mà nhậu thịt heo mới ghê nha. Thịt heo sao? Cái tướng em mà dí được gà anh hả? Trời ơi, bởi vậy chúng nó mà ngộ lắm. Cái gì? Mỗi lần mà tôi mà cái điềm mà tôi mà ắc xì cả ngày trời hay là tôi săn như là gà bắt đẻ là tôi thấy có chuyện rồi. Thôi biết rồi mà còn nói. Rồi bây giờ anh sao? Anh em ruột là sao? Anh em lọt sàn xuống đất. Đấy lọt. Lọt sàn xuống nia, phải không? Anh em như thể tay chân, tay chân hòa thuận thì anh em mới vui vầy. Thôi nhà trong gạt băng ghê có gì lấy hâm lại anh em mình đưa cai được rồi. Nha. Hen. Hen, coi như là em mời anh đi. Gì đó? Gì? Giống như cúng tháng 7 sớm vậy thôi gì. Dĩ hoài à. Ủa xong để luôn trên này nè. Đưa đây. Trời, làm thiệt đó hả? Nhà có nóc nha Út. Nóc sao? Quyền huynh thế phụ nha Út. Không có, ở đây không có môn đó đâu ha. Anh có đời nào mà anh nghĩ tới tôi đâu mà nó quyền huynh thế phụ gì. Bây giờ là nhà ai nó sống nè, mai mốt á. Thấy không? Có qua đây á, hãy mang con gà hay con vịt gì mang qua là đưa giao cho tôi liền ha. Tôi thấy anh làm bên xiếc được lắm mà nghe. Là sao? Là có nghĩa là anh dạy thú á, anh dạy thú giỏi lắm.
con nào cũng biết đường nó chạy về nhà anh trơn, thấy anh biết cái gì nhẹ sẽ chạy về đó. Thôi anh đã nói rồi, chuyện cũ mình bò qua nha, nằm mình cười lên ha ha, mình nhậu mà mình cười mới vui, bỏ chuyện cũ đi nha, đừng nhắc chuyện cũ nữa. Anh nói nè, nói gì thì nói chứ không phải đứng núi này trông núi nọ. Chứ chị hai của em nha, làm bò nhậu là hết sạch. Chỉ có điều chị hai không muốn anh nhậu, cho nên chị không có làm. Anh không cơ hội mời con đó được thôi. Trời đất ơi, tôi đâu có diễm phúc. Tôi đâu có gọi là hên với may mắn đâu mà được qua tới tận nhà của anh chị hai để mà ngồi ăn mấy món bả làm. Nói khổ không? Hai. Nếu mà tôi mà qua được ăn thì tôi đã biết được là chị hai làm được món gì ngon rồi. Chắc không chừng được dạy được con vợ tôi ăn thêm mấy món nữa. Thấy không? Nè, nhưng mà nhà đâu là đó, ra đó đàng hoàng. Thấy không? Nhà tôi nè, hãy tôi nói cái gì là vợ tôi phải nghe đó. Thấy không? Hãy tôi bảo A là phải biết A. Hãy tôi kêu A là A. Thôi không nói nhiều. Đó, vậy thôi. Trời. Tôi khác nhà lắm. Em quy tính với vợ em vậy hả? Mà ăn lâu rồi không có ghét. Thấy mới tin nha. Có nghĩa là anh không tin hả? Ừ. Đây là anh nhìn mặt tôi ra. Rồi. Cái mặt tôi là không bao giờ có chữ sợ vợ đó giống anh à nghe. Thì mặt tôi là khác. Làm vợ trông coi coi có cái gì đưa cái đồ coi. Ờ. Đây nhìn nè, mặt trơn trụi vậy đó. Không có râu, không có râu nhưng mà không biết sợ vợ. Đó. Còn bên này có râu vậy chứ vẫn lòi ra. Nè coi nè. Má sắp nhỏ đâu rồi? Má tới đâu lại được ơi? Trời, uy tín dữ ta. Dạ. Cái gì vậy mình? Trời ơi, em đang dọn dẹp hoàng sao mà mình thấy mình kéo cái gì vậy? Thấy ai không? Ủa? Anh hai. Thêm một. Ôi, lâu quá anh mới mò đầu qua nhà em mới mém quên mặt anh luôn á. Trời đất ơi, bà ăn nói kiểu gì kỳ vậy? Dạ không, trời lạ lẫm quá à. Trời mém quên luôn á mình. Thôi bà ơi, bà đừng có mà xỉa xối người ta. Bà nói vậy? Anh hai lâu quá, anh hôm qua tôi còn quên luôn, cũng quên luôn, cũng đuổi ra khỏi nhà luôn. Cái gì chú Út? Đâu ông thò đầu ông qua hơn, tôi nhớ lại rồi mời ông vô nhà đó chứ. Lọt sàn xuống thúng xuống nia. Xuống nia á gì? Cái bà đó đi. Nhà có khách anh chồng, anh chồng. Rồi, hôm nay là có anh hai qua thăm nhà. Ừ. Coi ra làm sao có gì đó dọn ở đây làm mồi đặng tôi đãi anh hai chứ để người ta đánh giá nhà mình nghèo nhưng không biết tiếp khách nha. Nhà còn gì lấy cái đó mình ha. Đúng vậy. Anh hai chờ em xíu nha. Thấy gì chưa? Trời ơi, Út ơi. Lâu thiệt anh mới qua đây. Công nhận em có phước thiệt đó Út. Phước cái gì? Cái chuyện dạy vợ dạy con, thấy không? Là cái chuyện đó là chuyện của bản lĩnh của một thằng đàn ông, hiểu không? Nhưng mà anh xém té ghế nha. Sao sao? Anh tưởng em kêu thiếu múc xuống dưới hâm nước mắm là anh té ghế thiệt á. Hâm nước mắm là gì? Bên nhà anh với chị hai em y chang như em vậy đó. Nhưng mà vị trí đổi lại. Là chị hai ngồi đây, cái người đứng nãy là. Nhưng chị hai không có hao hơi tổn tiếng như em nặng lời nãy đâu. Chị hai chỉ cần nhìn thôi. Là heo ăn, rửa chén, giặt đồ, xách nước gì một tay hết luôn. Bây giờ tôi hiểu tại sao anh mỏng rồi đó. Bây giờ tôi hiểu tại sao anh mỏng rồi. Em giải thích cho anh nghe đi. Thì đó anh ở đợi cho vợ đó, thật ra là anh mỏng người đó. Thì cái số thôi chứ đã đợi. Bởi vậy tôi nói mà dạy vợ dạy con là tùy theo bản lĩnh của thằng đàn ông, thấy không? Chứ không phải là nằm ở cái bản lĩnh của một cái thằng đàn ông mà nói cho rơm rã ra nhưng mà cái trong lòng nó hèn, thấy không? Đó, đây đây. Ủa sao lâu vậy ta? Mọi đâu? Trời. Hả? Dưới vậy hả? Đây mình ơi. Mồi đây, mồi đây. Cô khoai cho chồng thiệt luôn đó. Này gì? Dạ cái gì á? Dạ, trong cái dĩa có gì vậy? Dạ muối hột. Rồi, có vậy thôi hả? Dạ con. Cái gì nó cũng phải có sự chu đáo. Em bỏ ra luôn đi. Đúng rồi, dạ đây à. Nó phải còn như vậy năm mới. Nó ở đây mà nó cay tới đây lận. Muối ớt Út ơi. Muối ớt em à. Cái này nhậu đau bao tử chết em ơi. Anh im đi. Biết cái gì mà nói. Chuyện nhà tôi. Nè. Bà đem cái dĩa muối với ớt lên vậy á. Bà muốn bôi cho chét chấu cho bằng mặt tôi hả? Chứ đâu có đâu mình. Thì tại mình nói là nhà mình còn cái gì á thì đem lên. Thì đúng rồi. Hai chiếc ớt cuối cùng luôn. Anh hai biết làm sao không? Anh sao? Hai thông cảm cho em nha. Tại vì nhà em còn có dĩa muối mà nãy em nghe văng vẳng nó đâu ngoài hè á. Là anh hai có đem gà qua phải không anh hai? Đâu. Bởi vậy em tưởng có gà hấp rồi em đem cái dĩa muối ớt lên. Anh hai sao? Ủa ông đâu rồi? Cướp hà. Gì vậy? Sao anh làm gì vậy? Chuyện cũ mình bò ho quá đi. Mình cười lên.
Cười lên đi, bỏ đi, tiền cổ bỏ qua đi. Sao bỏ được? Gà quế gì bỏ đi mà, thôi. Có chi dùng nấy, thấy không? Thấy không? Có chi dùng nấy. Đó anh dùng trước cho tôi coi đi, là anh dùng trước đi. Khoan khoan. Không có gì đâu mà coi. Trời ơi, cái kia cao quá. Không có gì trên đó luôn. Ờ. Hai vợ chồng em thiệt là tệ hệ à. Cái bàn thờ tía má không hề có một chút trái cây. Em làm vậy sao tía má phù hộ vợ chồng bằng ăn được chứ? Anh hai, anh hai nói ra anh hai cũng phải suy nghĩ cho vợ chồng Út chứ. Sao? Tía má cũng là người đẻ anh hai với lại chồng em ra đúng không? Ừ. Vậy mà anh hai có bao giờ mua được trái cây nào cúng tía má chưa? Trời đất ơi, trái cây là chuyện bình thường. Trái cây là chuyện bình thường. Mỗi lần mà ông có xách con gà hay cái con vịt hay cái con gì đó là ông chỉ cần mà thả nhẹ ra cái là nó chạy bà nó về nhà ông trần. Ông ơi, làm gì con? Anh chưa uống mà anh thấy xấu xấu rồi. Bỏ đi, tiền cổ bỏ qua đi. Tía má đẻ anh ra trước, sau đó mới đẻ cưng. Tía má biết bụng anh, nhưng qua đốt nước nhang lòng là tía mua rồi, tía không có cần cái chiếc cây. Đúng rồi, nén nhang lòng anh mà dâng lên một cái là tía má chạy hết trơn, tại lòng anh thú quá. Thôi đừng, mình đừng có nói vậy. Mình biết sao không? Tía má mất rồi, tía má đâu có biết được là anh em khi sống như thế nào. Anh hai á, anh muốn chia cái gì cho mình thì anh chia thôi. Ruộng vườn anh lấy sạch trơn à. Để lại cho mình cái nhà từ đường này. Mỗi tháng á, mình phải cúng trái cây cho tía má. Mình nhớ tía má này kia đúng không? Tía má bỏ qua. Tía má hút, không biết gì tía nói vậy chết anh. Không phải vậy đâu, chia như vậy là đề què rồi. Còn cái chuyện mà vợ chồng em mà ngắn không được là cho tụi em tể thấu sao không được ai được đâu. Rồi anh hai cho cái miếng đất nhỏ xíu à. Em trồng được cái mớ rau à, làm sao mà giàu nổi hả anh hai? Bà đừng có nói cái câu đó, miếng đất mà nhỏ xíu cái gì? Nói thấy không? Miếng đất đó bà mới vừa để mấy cọng rau xuống rồi rụng bà hết trơn rồi. Lớn quá đó. Nó lớn quá đó. Nước chảy ngang qua nó rụng hết trơn rồi. Ủa vậy tôi nói sai chỗ nào vậy? Không có sai chỗ nào hết trơn á, làm bên ra sao đi tôi nói chuyện với ổng. Anh hai ngồi lại nhậu nha. Nhậu xong rồi về nha anh hai nha. Đừng rủ chồng em nhậu hoài nha anh hai. Lo ra sao dọn dẹp đi, đừng có lèm bèm. Ghét nhất là đàn bà lèm bèm. Bởi vậy tôi thiệt, tôi biết vậy hồi đó tôi không lấy vợ, tôi thiệt anh luôn. Thôi anh hai dặn nè, vậy là được rồi. Với vợ con mà nặng lời quá là đôi khi là nó lại không hay đó nha. Anh chưa có quận nào luôn đó. Em ba quận rồi đó. Vừa phải đi chứ. Anh hai hả? Con vợ tôi ra sao rồi tôi nói. Ừ. Nó nói gì á, nó nói kệ mà. À. Anh đừng có để bụng. Anh biết mà. Nó nghĩ sao nói vậy thôi. Trời ơi. Ừ. Mà anh có buồn cũng kệ cha anh. Cái gì hề dốt. Tại vì nó nói đúng mà. Lâu rồi anh có qua đây đâu. Phải không? Đâu có mua gì qua cúng tía má đâu. Nhưng mà em có nói vậy giống vợ luôn hả? Tôi nói anh nghe là anh tự nghĩ là bản thân anh đi, phải không? Quyền huynh thế phụ con khỉ gì ha, do tía má. Cũng do tía má. Cái gì vậy? Cái gì? Bàn tay phải mạnh đâu, bàn tay trái của tía má nha. Tía má, tại vì tía má chết sớm. Chứ còn ổng bả mà còn mà chia lại gia tài chưa chắc thằng nào hơn thằng nào đâu, phải không nghe. Em nói như vậy á là tía má biết được, tía má ở dưới chơi số vàng là sao mà yên lòng được chứ. Nói gì sao phải nè. Em phải biết rằng là thân phận con cái được tía má tạo ra hình hài như vậy nè là cảm ơn lắm rồi. Nghĩ làm sao mà còn cái chuyện giàu nghèo là phước của em, phận của em đổi thừa tía má là sao? Cái gì? Nghèo là vợ chồng em, đức của vợ chồng em. Sao? Phải chưa? Ý là anh nói là tôi nghèo là do số. Đúng rồi. Đồ hả? Đúng rồi. Là do cái đức cái đồ hả? Đúng rồi. Rồi đây. Cái gì? Đây. Bây giờ như vậy là để cho nó sáng tỏ, ha? Để tôi kêu ông bà xuống đây. Thôi cái gì vậy? Tôi kêu ông bà xuống đây để cho ông bà trả lời cho tôi nghe là có phải là do tôi nghèo là do cái số hay không. Cái gì? Em muốn bà liền em bị khổng á. Tôi giọng mặt liền, anh đụng tới tôi, anh ngồi đây. Rồi. Tôi đập vô mặt anh luôn. Mày làm gì vậy? Sao vậy? Em thích làm gì hả? Vậy tôi kêu ông xuống. Để cái gì vậy ông? Trước kia cũng phải lễ đàng hoàng. Tía ơi, em xin lỗi tía. Nó uống nhiều quá rồi. Dẹp đi đồ luôn đi. Rồi làm gì nữa? Lại ba lại ai? Rồi làm gì nữa? Đỡ lên coi. Làm cái gì? À. Kiếm cái gì? Cái hũ. Hũ gì? À, hũ à mày. Hũ cái đây nè. À đó, đưa đây. Nè. Thỉnh xuống đây. Cái gì? Thỉnh đâu? Cái gì? Thỉnh xuống. Nhà con nói tí ơi, nó kêu con nghe tí ơi. Nè, thỉnh nè, đồ thằng em nè.
đây. Ờ. Ơ trời, làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Ngồi xuống mà nghe. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Nhẹ nhàng thôi nha em. Nhẹ nhàng phải không? Tiếp. Tí trả lời còn nghe tí. Hồi đó đó, nước mà tía còn sống tía chia là ngon rồi. Bây giờ tía mất lâu rồi mà anh hai nói con đó là nghèo là do số. Bây giờ tía, tía trả lời con nghe đi. Có phải vậy không? Tía nào mà trả lời. Sao tía? Hả? Tía theo tiên theo Phật rồi làm gì trả lời? Đâu. Mấy người mà chết rồi ngộ lắm. Ta sanh tật, chết rồi sanh tật. Sanh tật khi thật? Sanh tật là tía. Điếc, điếc, bị điếc. Điếc cái gì biết? Nghe. Bưng xuống tới đây là tối nay tôi quở nè. Quở gì? Là tối nay là thấy cái cảnh nè. Đà, đà, đà. Quở không? Tôi đâu có sao quở. Trời giận hoài. Sao giờ sợ quở? Em vừa phải từ nhỏ lớn mà tía bây chưa bao giờ dám đụng đến tôi một rồi nào trơn. Tại vì kính quá cho nên tía không nghe. Bây giờ tôi mở ra luôn. Trời ơi, trời, trời, trời. Trời ơi, trời ơi, tía ơi, tía ơi. Cô xin lỗi, tía ơi, tía ơi, tía ơi, tía ơi, tía ơi. Ê, ông. Ủa? Ai trời ơi, tía ơi, trên khu này tía ơi. Ông ơi, ông ơi. Ai, đừng làm ồn đó nghe nè. Em con. Đây nè, để tôi hỏi cho, để tôi hỏi ông cho nè. Tía, tía ơi. Ủa? Tía, tía trả lời anh đi. Anh nói là tía quở em không sợ hay sao? Tôi đập cái gì đâu nói. Tía, tía trả lời tôi nghe đi là. Có phải là tôi nghèo là do cái xấu không? Tía chết làm sao mà trả lời được? Được á. Cái này gọi là già sanh tật nữa nè. Không? Lì lì nè. Đây giờ là tôi bóc cái lỗ tai ông ra. Trời ơi, vừa hãy em rồi. Tía sẽ hành em cho mà coi. Anh nói được còn có sai không? Thấy chưa? Thấy chưa? Nghe là anh nói chưa? Tía ơi, con là tía, tía ơi, tía ơi. Tía ơi, em con nó lỡ dạy, tía bỏ qua cho nó. Còn nếu tía bỏ qua, tía xử nó thôi. Cái này không dính tới con. Con chung lỗ chó con về cho tía. Tính chưa nè tía. Anh gì? Ai vậy? Ai kêu vậy? Tía em vậy? Út, Út, Út. Cái gì Út? Không phải Sương. Thôi anh về Út ơi, anh về. Em mà chịu anh đi. Không phải Sương. Chứ cái gì? Vàng. Vàng. Hồi nhỏ tới bây giờ anh chưa biết vàng là gì. Em quánh anh cái Út. Ui da. Người ta mơ. Quánh cho ta tỉnh. Còn cái quánh này đó là từ tỉnh em quánh thành chết luôn đó. Vàng Út ơi. Anh em mình mập rồi Út ơi. Đây nè anh nhéo em thiệt nè. Ui da. Tôi giọng mặt anh giờ ạ. Mập anh em mình giao rồi. Buông ra. Buông ra. Anh đâu có chung rồi tối về đâu. Anh qua đây anh ngồi. Rồi để anh phân chia gạch rồi. Ai ai? Anh. Anh phân chia rạch rồi ạ. À? Anh mà là quyền quân thứ phụ bao giờ câu chuyện gia đình xảy ra anh đều là người phát ngôn đầu tiên. Rồi, anh phân chia thứ coi. Bác Nghị. Bác Nghị là gì? Thấy chưa, hồi đó đi học nho vậy hết. 82. Đó, anh biết điều đó. Ừ. Anh giàu quá mà. Ừ. Anh lấy 2 đi, tôi lấy 8. Có cái lộn gì trong này không Út? Không, đâu có lộn. Tôi cần đổi bên á. Đổi bên là sao? 8 là bên anh, Nghị là bên cưng. Anh là anh hai em à? Ừ. Sao anh giống ông cô nội em vậy? Thì là anh là khác. Anh yên đi. Tôi nói cho anh biết nha. Tại vì hồi lúc tôi còn nhỏ đó, tôi không biết gì hết. Lúc đó anh phân chia sao tôi lấy vậy. Anh đưa cái gì tôi lấy đó. Chứ còn bây giờ là tôi lớn rồi nha. Tôi đủ thông minh rồi nha. Tôi không để anh dắt mũi ở đâu nha anh hai. Anh đừng có giỡn mặt với tôi rồi nha. Bây giờ mày có hổ giận mày hổ cái tao phải không? Bây giờ tao hổ với mày mà muốn vậy. Cái gì vậy? Hả? Mày kêu anh hai mày luôn hả? Kêu luôn á, giờ sao quất mày luôn á. Giờ sao? Cái gì không? Anh hai nè. Ủa sao anh kêu tụi mày tao? Thì tại vì anh rối quá không nói lại, ngồi xuống đi. Vừa phải chứ. Em làm gì thì làm. Huynh đệ có nhau chứ. Anh ít cũng được chứ không phải có chứ. Nghĩ em ôm anh mình ăn em ăn hết này hả? Chất nhiên rồi, ở trong nhà tôi mà. Ở trong nhà tôi, thủ nhà trong nhà tôi. Trong cái hũ của tía tôi phải là của tôi chứ. Bây giờ mày nhất định không chia cho tao phải không? Mày đứng là kêu bằng mày luôn đó. Xin lỗi anh hai. Tao không chia cho mày đâu. Được rồi, mày không chia tao thưa mày lên xã. Thưa đi. Mày lên quyển mà thưa luôn đi. Tao theo tao hầu luôn mày. Cái thằng mặt thỏ mỏ dơi. Trời ơi. Trời.
ơi, má ơi, con cảm ơn tía, con cảm ơn má. Con đâu nghĩ là tía, tía thương con, tía để lại cho con đâu. Dạ, cái này đúng là trời, trời không phụ lòng kẻ con khờ này. Trời, dạ. Má sắp nhỏ rồi, dạ. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Dậy đi, sáng rồi kìa. Anh! Cái gì vậy? Anh trộm à? Anh trộm à? Gì vậy? Trộm gì anh trộm? Hũ vàng còn nguyên kìa. Sao làm hết rồi vậy? Tôi tưởng nó mất hũ vàng của người ta rồi. Nè 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 nè, tôi nói ông nha, ông phải chồng tôi không vậy? Sao? Trời ơi, chồng con bắt vợ mình ra ngoài cổng nằm nguyên một đêm, mũi cắn tôi muốn chết luôn. Còn mình thì nằm trong phản sướng quá ha. Trời ơi, kêu canh con đêm mà cằn nhằn lâu bầu mệt. Tối nay thay ca đi nha, ra ngoài cổng mà nằm đi, tôi trong đây tôi nằm ôm hũ vàng cho. À là mà ông cũng thiệt tình nữa. Sao? Tôi nói rồi, lấy cái hũ vàng rồi nè, bỏ vô trong cái tủ, khóa lại, rút chìa khóa ra, giữ cái chìa khóa thôi. Mắc mới gì giữ hũ vàng chứ cho mệt vậy. Đúng là ngon như bù. Là gì? Ngu như bò. Cái ông nội này. Cái gì nữa? Nghĩ sao vậy, cái hũ vàng không chịu giữ, bỏ vô trong tủ. Nguyên cái nhà vậy không có gì trơn, có cái tủ à. Bà bỏ vô trong tủ thì tất nhiên là thằng ăn trộm vô nó biết cái tủ rồi, nó nại ra lấy cái hũ vàng mất tiêu. Trong khi tôi nằm tôi ngủ như vậy đó, nó muốn lấy được cái hũ vàng á là nó phải đẩy cái mặt tôi ra một bên, xong rồi sau đó nó gỡ hai cái tay, mà nó gỡ ra nó đụng tới người tôi là tôi biết rồi, làm sao nó lấy được, đúng không? Mệt đúng quá, nói cái gì ông cũng phản bác hết trơn á. Ê, sao tôi nghe mấy ông bà ngày xưa nói á là giàu quá cũng khổ, đúng à? Làm gì khổ, có thấy gì đâu khổ. Ủa, giàu khổ gì? Ông không thấy khổ mà hả? Không. Trời ơi, bây giờ mình có hũ vàng nè. Ừ. Đó, tôi với ông á phải canh cái hũ vàng này, sợ ăn trộm vô lấy mất, đúng không? Ừ. Khổ quá đi chứ còn gì nữa. Trời đất ơi, ngày xưa mình nghèo khổ đúng không, nhà không có cái gì, bây giờ đi làm hả, để cái cửa tan quan ra cũng ai thèm vô lấy nữa, có đâu lấy. Mà mình hồi xưa mình nghèo á, tối nào tôi ngủ cũng thẳng cẳng hết trơn á, còn bây giờ giàu có, chó nó sủa một cái là tôi tỉnh liền luôn à. Đúng rồi, bởi vì bà đó, cái số của bà đó, mà nghèo hoài là vậy á, cái mặt của bà đó, ha, được cái đẹp thì ngu thấy mụ nổi luôn vậy đó. Bởi tôi nói bà nè, bây giờ bà thích nghèo bà cứ việc nghèo thoải mái ha, còn tôi bây giờ là tôi không thích nghèo nữa, tôi bây giờ là người gọi là nhà giàu vậy đó, hiểu không? Ha, bây giờ là người có điều kiện. Đó. Hay đó, bây giờ bà là thành quân sư cho tôi đi, thấy không? Ngày mai đây, nè, ngày mai đây tôi sẽ kêu người để đập banh căn nhà này hết, banh hết. Đập luôn hả? Đập hết, mấy cái đồ này tôi đem đốt hết, đốt bỏ luôn. Tôi xây một căn nhà thiệt là đẹp, cái tường hả, cỡ người ta xây 3-4 mét là chim bình thường. Tôi quất luôn cái tường 8 mét, thằng ăn trộm nào mới leo được, tôi tập luôn. Tôi nuôi 20 mấy con chó mặt ghê á, vô là nó cắn, nó phạp. Thử nào dám vô. Thôi, chừng nào làm đi hãy nói nha. À, giờ nói trước bữa hôm qua đâu ha. Vậy đi. Giàu nghèo gì tôi không biết. À, giờ quan trọng là đói quá nè. Ăn gì? Đúng rồi, mày nhắc đổ thiệt á. Đổ thiệt luôn cho bà giỡn đâu. Trong nhà còn gì? Thì còn rau với mấy con cá khô đó. Bà kể nào khác đi, ngày nào cũng có như đó không? Ôi ông ngộ ghê luôn, nhà còn có nhiều nói bấy nhiêu chứ lấy gì đâu ra ăn. Không, bây giờ tôi không ăn mấy thứ đó nữa. Tôi nhà giàu rồi, có điều kiện rồi. Thì bây giờ tôi phải ăn những cái gì mà những người nhà giàu người ta ăn. Thí dụ như là sơn hào hải vị, bào ngư di cá, tổ yến, ốc khỉ, ốc bò, ốc chó. À thôi đừng ăn ốc chó ngu lắm nha. Nói chung là cái gì mà mắc tiền cứ đem mua hết cho tôi đi. Mua hết đi. Đúng,
Bây giờ nhà mình có điều kiện rồi. Chứ sao? Mình phải ăn sang chứ. Chứ sao? Sao sao mỹ vị lên. Đúng vậy. Có khô hoài. Bà mua bà đem về á, bà đem đi dọc đường bà nhớ banh ra cho bên nhà cha nội kia cho coi nha. Đúng. Nhớ banh ra nè. Ê trời, bữa nay em mua đi. Sơn Hào hãy gì là chồng ơi. Chồng ơi, vậy cho ông thèm bà ông luôn đi. Ở vậy, đưa đây, đưa đây. Đưa gì? Ông đưa tiền, lấy tiền đâu mua. Ôi trời ơi, chuyện bình thường. Đây. Đây mình thôi không được không được không được vậy? Đâu có được, mua cái chút xíu tự nhiên mẹ miếng vàng của tao cái tao lao không, tự nhiên mẹ miếng vàng của tao đây nè, vô chỗ bà cất vậy đó, bà lấy 5 phân vàng của bà để dành vậy đó, bà đem ra bà đi chợ đi. Ê ê ê, làm gì là không được đụng vô 5 phân vàng của tôi nha. Sao không được đụng, sao không được đụng của cái chung đó là mà. Tôi phòng thân nha. Phòng thân gì nè, lỡ đau ốm đau bệnh tật này kia lấy tiền lấy cái vàng đó ra còn lo được. Dạ má, con nguyên có nguyên cái hũ nè, con chôn má luôn được nè má, chôn má luôn nè, đem nguyên hũ nè má xài đi má. Ờ ha, mình xài lẻ trước. Ờ chẳng là mình để dành. Chứ sao không tự nhiên làm mẻ vàng của ta tào lao vậy. Thôi đi lẻ đi, tâm hầm bao ngư với cá lẹ 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 coi sang mấy vậy á. Đúng rồi. Tâm hầm bao ngư với cá, tâm hầm bao ngư với cá, tâm hầm bao ngư với cá. Công nhận càng ngày càng đẹp nha, chắc có cho đẻ nữa quá. Oh. Mà công nhận vợ mình nói đúng với bộ, đâu phải giàu là sướng đâu, khổ thiệt chứ không phải giỡn à. Nhưng mình mới có hũ vàng vậy thôi mà mình còn phải giữ vậy nè, chứ đâu có phải ôm khư khư đó. Bây giờ mắc ra nè, mà giờ không đi đâu được, đi giải quyết cái đã. Đi đâu được, trời đất ơi, để đây mất rồi sao. Úc ơi, em đâu rồi? Làm sao hai kiếm em? Úc ơi! Ai vậy? Anh hai nè. Ui da, ai da? Anh hai nè. Ai vậy? Anh hai. Trời ơi, ông nội. Gì? Ông làm gì vậy? Tôi đang chuẩn bị đi giải quyết mà anh làm gì, anh vô đây kêu ông sao vậy? Tội nghiệp không có nhỏ. Ủa rồi rồi tôi nhớ tôi đóng cửa tôi khóa lại cho rồi đi đâu vô vậy? Tôi lỗ chó. À, anh leo cái chấm á, leo lên gách cái quần giống em luôn nè, gách cái trái luôn rồi. Ông vừa phải rồi nha. Anh gào cấm ga vừa phải gào ác quá. Qua đây làm gì? Anh đem mua gà mà biếu cho em với chai rượu ngon. Hôm bữa anh thấy anh suy nghĩ, anh nói chuyện với em vậy thấy ái nái quá. Giờ anh đem anh gửi cho em nè. Đó anh nói chữ ái nái là có biết anh nói anh. Nó căng rứt. Căng rứt lương tâm. Căng rứt ha. Trời ơi. Thôi biết. Nó nghe nè, thôi đem con gà về bển này tại chút xíu nữa tôi ăn Sơn Hào hải vị là tôi không ăn mấy con gà mà tầm thường nữa đâu phải không? Anh đừng có giả bộ đây nè. Cái tâm địa của anh đó, thấy không? Nó đúng vô cái gương mặt của anh luôn, thấy không? Nó nói lên cái điều là gì không? Anh là cái thằng điếm thúi. Hiểu không? Anh tính đem qua để dụ tôi uống cho sai xỉn. Anh cướp cái hũ vàng của tôi với gì? Anh là một cái thằng rất là nổi tiếng là giàu keo kiệt mà đây còn tham lam. Thôi chết bằng thờ của tía má. Rồi sao? Hai anh em mình trùng huyết thống, đừng nói vậy nghe không có đặng đâu. Trùng huyết thống chứ ha. Hôm bữa đó anh về nha, anh nhớ là anh chỉ mặt em 2 lần. 2 chữ mày là anh thấy lỗi rồi. 1 chữ mày là 1 con gà. Chữ mày thứ 2 là chai rượu nè. Đó thì bây giờ anh cứ coi như chụp nổi đi, thì em muốn như thế nào thì chuyện của em, anh không có ép đó. Đó em muốn đi, anh đi về đây. Trong này là cái gì? Con gà nó kia đó nè, con gà nè, em nhớ không? Gà được quen nhớ không? Rồi em muốn đi, anh không có ép em đâu. Rồi anh nhớ em mình chuộc lỗi em vậy thôi. Được rồi, uống đi thoải mái nha. Thấy sang bắt hoàng làm họ, thấy tôi giàu rồi anh qua anh tặng gà với rượu hảo hạng nữa, còn khuya ha. Rượu này mà ngâm 3 năm. Trời ơi. Mình làm đúng không ta? Ủa mà cũng đâu có nghĩa lý gì. Ba cái này cỡ chai đâu có nghĩa lý gì. Anh hai nhà Út. Anh làm gì vậy? Anh đâu ra vậy? Anh không thích uống rượu cung đâu, cái đó là cung rượu đó. Sao? Anh đâu ra vậy? Anh leo măng sói. Măng sói tôi anh leo vậy?
Rớt ăn xấu tôi anh đền nha, anh đền nha. À, không phải, tại anh muốn uống với em, anh muốn đối ẩm với em. Rượu là phải có tương phùng. Có, đi về nhà uống đi, tôi đâu uống. Em nói vậy là không đặng rồi. Rượu ngon mà thiếu bạn hiền, không mua không phải không tiền không mua. Uống là phải hai người, trà tám rượu tước. Mà hai anh em mình hai là đã thiếu hai người rồi đó. Thôi bây giờ, em không cần uống với anh đâu. Anh ngồi anh uống mình, anh nhìn mặt em anh uống được rồi ha. Phần em uống. Hơn nữa đó, anh nhắc lại sức sướng của con rượu này nè. Anh chôn 3 năm dưới đất á. Anh chỉ sợ là em ruột của anh á uống vô nó quá đô rồi xỉu. Tội nghiệp thôi, anh ở anh canh thôi. Em coi nè, em coi cái sức của anh mà uống gì nè. Gì nè ha. Nè, dòm nha, có cái này không giống uống ly đâu nè. Bây giờ nè, dòm nè. Tía má ơi. Nó chảy tất cả các mạch máu trong cơ thể qua thần kinh ly sườn nó dẫn tới. Nó nặng lắm. Em muốn tin em thử đi. Anh nghĩ sao vậy? Trời đất ơi, anh rót cái nắp đó anh uống hả? Ờ. Ha, cái gì vậy? Ồ, em vẫn là em của anh chứ không? Khỏi, không anh em gì hết. Nhưng mà tôi uống cho anh biết là cái tật của anh, cái mặt của anh thấy ghét. Không. Anh đã giàu keo kiệt còn bút lóc cá. Đây nè, tôi uống cho anh coi. Đây nè. Đây, rót đầy cho anh coi nè. Đây, rót đầy. Thấy rồi, đầy lắm rồi, quá đầy. Đầy dữ lắm, còn cỡ này à, cỡ mấy đống tay à. Sao cơn sao thấy trong người sao? Ôi, cái đó không có nhầm nhò. Cái đó, cái này nè. Cái này mới giữ nè. Hai anh em mình 50 luôn đi. Rồi, à, rồi. Đây, uống cho anh coi ha. Uống cho anh coi, anh lấy thêm cái ly đi. Đừng có uống kiểu đó. Để, anh uống cho anh đi. Tôi uống rồi. Bây giờ anh uống nhiều, tôi uống nhiều với anh luôn á. Khỏi mồi gì hết trơn á. Khỏi mồi, uống đi. Nè, anh tôi mình... nhắc lại một lần nữa ha. Tôi nói thiệt với anh á, từ nay về sau là tôi sẽ không bao giờ mà ngồi nhậu chung với anh. Ngoại trừ bữa nay thôi ha. Bữa nay thôi, tại tôi không bao giờ tha thứ với anh. Tôi không tha thứ với anh. Anh ruột mà sao không tha được? Rồi uống đi. Máu chảy ruột mềm. Máu chảy ruột mềm, tía ơi, tía. Con uống này tía. À, không nhận ngọt, ngọt. Quá. Wow. Bây giờ mình dẹp đi, hai anh em mình uống một chai thôi. Mới có tình huynh nghĩa đệ. Đúng rồi, vậy cái này để tôi để dành nha, tôi để dành nha. Đó là chưa có kể. Anh á, em ở bên nhà em biết cái lu máy đầm không? Sao? Cái lu máy đầm á. Lu máy đầm sao? Lu máy lớn nè. Ờ. 10 ngâm 10 lu vậy. 10 lu á hả? Uống tới khi mà mừng tận anh còn uống. À hả. Uống nhiều lắm. Em biết cái lu máy đầm không? Biết. Hồi xưa lúc mà vừa ra riêng là tía cho anh lu á, anh mua thêm 3 lu nữa. Là ngâm 5 lu máy đầm rượu như vậy đó. 5 lu này hả? Ừ. Trời ơi, quý dữ lắm á. Đây. Vô. Nhiều hơn á, lấy là nhiều hơn á. Vô. Tôi uống cho anh coi cái tủ lượng của tôi chứ có gì hết trơn á. Cỡ anh là đồ bỏ. Không có đâu, em dễ uống hết đi ly đó. Rồi tôi uống cho anh coi nghe. Thử đi. Đẩy nước một coi. Nửa đi em. Chia. Cái này hai anh em là liên nghĩa ly tình. Em nửa ly, anh nửa ly. Ha ha. Nè, ly này. Uống cho anh coi, để anh coi tương tôi. Ly đầy nhau, ly đầy nhau. Công nhận nha, này. Cái này đúng ngon luôn. À. Mà uống dễ là cái nó cạo ruột quá. Ừ. Không có gì à. Ăn là chịu không nổi. Ừ. Bây giờ anh muốn ngồi chơi với em lâu đúng không? Muốn. Bây giờ anh ra làm sao? Đem gà ra làm sao? Đem ra làm sao đi? Anh làm cái gì? Ăn cái đợi. Tía ơi, nó xịn thiệt là tía ơi. Nhà của nó mà nó kêu nguyên bằng gà. Út ơi, nhà này nhà của em Út ơi. Nè. Tội nghiệp quá, quắc cực câu rồi. Hung em một nụ hôn. Này giặc mong người cho con le lưỡi. Hung em mình hết nổi luôn rồi. Tía ơi, với em con thì con sai, nhưng với tía con không bao giờ sai, con luôn luôn đúng. Mình ơi, mình ơi, mình ơi, tôi mầm bây giờ làm gì đây? Luộc hay là nướng ta, chấm muối tiêu nha. Nha. Cái ông này thiệt tình à, nhậu hoài. Mình! Ai biết anh uống nha, tôi uống nha. Uống đi. Uống gì uống? Uống. Tôi nè. Tôi tán với ông tỉnh luôn bây giờ á. Tôi quá. Nói ông ở nhà coi nhà canh hũ vàng rồi cái ông ngậu hoài vậy. Biết rồi.
Ý, nước tôm về rồi nè. Luộc hay là nướng? Nướng đi. Cho muối tiêu ha. Chờ xíu, có liền. Vàng đâu? Đâu? Đuôi hả? Đây nè. Thủ vàng đâu? Trời ơi. Trời ơi là trời. Trời ơi, thủ vàng đâu rồi trời ơi. Cái ông này thiệt tình á. Trời ơi là trời. Cái hũ vàng để đây đâu rồi? Ông hỏi tôi hỏi ai? Tôi hỏi bà đó, cái hũ vàng đâu? Tôi đi chợ, ông mới nhà ông giữ hũ vàng. Bà đi chợ tôi với nhà tôi giữ hũ vàng, gì hũ vàng tôi đâu? Mấy cái này là cái gì? Mấy này là của ai? Mấy này là của anh hai, anh nói nhớ tôi, anh em gà với lại rồi. Anh ơi! Chết. Ông đem mấy này qua, ông dụ tôi uống xỉn, ông đem cái hũ vàng đó đi. Để tôi qua tôi đập ông đi coi. Thôi. Tao dẫn xác qua nhà cho mày xử ra. Vô đây, em coi tôi đập ông nè. Trời ơi, khi đi nguyên vẹn, khi về trăm phẩy. Ông làm gì vậy? Ông đưa đây coi. Muốn đắt. Hũ vàng của mày nè, trời ơi mày đó. Nè, ông ha. Ông dám gài để tôi uống sai để ông lấy vàng của tôi hả? Ê, nè, ông tỉnh coi. Thôi, thêm cứ tự nhiên để chú Út nó lựa chỗ nào còn trống quánh luôn đi cho nó. Ông chẳng muốn giúp đỡ đâu hả? Tự coi. Người anh giờ giống như 100 nem mộng chó đó mà chỗ nào cũng đều trời hết rồi. Coi cho nó trống đập vô đi. Này. Gì? Ai đánh anh ra nông nỗi này vậy? Ba khùng hả bà hỏi? Hả? Đúng đã rồi. Giàu keo kiệt còn đi chôm đồ của người ta nữa, người ta đập chứ gì? Hả? Chôm chi nữa? Cái gì? Anh em mình có hữu tài sản nhiều quá, chôm chi nữa? Tất cả là do hũ vàng này. Ừ, tại sao? Vàng giả. Dạ. Cái gì? Vàng giả hả? Anh nói cho hai đứa nghe. Thật tình anh qua đây anh có ý dụ em uống xỉn để anh đem đi bán. Trời ơi, ra thế tụ tìm vàng người ta biết vàng giả vàng thiệt là gì. Mình có biết vàng đâu. Đấm mình con mắt. Rụng rời tay chân. Rồi, nếu mà đấm vô con mắt làm sao? Tại sao ông bị tùm lum chỗ là sao? Ông giải thích nghe coi. Bây giờ em không tin phải không? Sao? Em muốn thành vậy không? Đầu tiên cũng như em thôi. Đến tiệm đầu tiên, người ta nói vàng giả anh không tin. Một con mắt bên phải. Anh đi tiệm thứ hai, con mắt bên trái. Bây giờ nó đều trời hết rồi. Em không tin anh, em đi đâu đó y chang như anh vậy nè. Vàng giả ông ơi, mình có biết anh em mình nghèo muốn biết vàng là gì đâu mà thiệt với giả trời. Mình bình tĩnh đi. Chờ tôi xíu. Trời ơi, tía má ơi. Đừng có lừa anh em tụi con đi tía má. Vừa lắm, cái này gọi là tham thì thăm nè. Điếm gặp thúi nè. Ui da, đừng có la. Vàng đúng không? Nè, thấy không? Trời có mắt lắm. Ở trên là giả thôi, còn đây mới là vàng. Đây mới là vàng. Bây giờ mặc kỳ vậy? Dì Thư chắc luôn. Dì Thư tía má hả? Cô liên quan tía má thì anh hai phải là người đọc. Ê, ông làm gì vậy? Anh hai đọc dì Thư của tía má. Để đây, anh đọc cho. Có vàng là ông đưa, ông chạy cái ông chết. Rồi đọc nổi không? Đọc giúp anh này. Nhất tới đây luôn rồi. Dù. Cái gì vậy? Thêm cái gì? Đau nhất. Cái gì? Chữ này chắc chắn là của má rồi. Trời ơi, sao mệt quá, sao biết ai, được, sao biết được. Chứ ai nó được mà không phải của má. Sao mà không biết được? Cái hồi còn sống á, lúc nào má cũng ghi cho em một tờ giấy như vậy, nói em đi chợ mà. Không biết cái gì mà đâu. Đọc đi, đại đi. Tất cả số vàng này là vàng giả, dùng để cúng ông địa. Má thử lòng anh em tụi bay thôi. Ba đời nhà mình nghèo rất mồng tơi, lấy đâu ra vàng mà để hơ hớ như vậy hả con? Tụi bay đúng là đồ bất hiếu. Để má chửi ăn với ông hai vậy luôn hả? Em đó. Bộ chửi ông đúng hả? Nghĩ sao bây giờ mất 5 phân vàng của tôi là trời ơi là trời. Trời ơi, má ơi, má qua đời mà quấn quất của hồi má thương này. Cái trưởng bầm dập hết trơn rồi. 5 phân vàng, hai vợ chồng mày tự giải quyết đi. Còn anh phải về đắp thuốc, tháng sau mới đi đứng này, bình thường được. Nè, gì? Bộ anh tính vậy là anh đi về hả? Cảm ơn thêm Út nha. Anh tính quên rồi đó. Nhưng mà sực nhớ, hồi nãy anh đem qua hai chai rượu con gà đâu.
không phải giàn thiệt thì đưa gà đây cho tôi. Nghĩ làm sao vậy? Đó nghe nè, con gà đó là nó cũng đếm thúi với anh vậy đó, hiểu không? Con gà của anh đó nó đếm thúi với anh vậy đó. Sao vậy? Ở đây là tự động là chắc nó cũng về rồi chứ không thôi nó cũng còn trong này nè. Nó đập vậy đó kia, đập vậy đó kia đúng không? Nào. Giờ phút này mà nó còn khôn vậy nó về chuồng chứ đâu. Trời, cái vỏ cũng đi. Thôi bỏ đi. Trời ơi tới, thấy chưa? Tôi nói với ông rồi, tính nó là không bao giờ thay đổi được. Tới già vẫn ích kỷ và tham lam. Còn ông nữa. Vậy? Vừa lòng không chưa? Vừa lòng sao? Đó, bây giờ nè, vàng giả không có rồi, bây giờ hả, vàng thiệt cũng mất luôn. Giờ trả 5 phân cho tôi, ông trả 5 phân đi cho tôi. Mà lấy dao mà giết tôi luôn đi. Tiền đâu có hả? Không có đúng không? Ờ. Ừ, vậy thì á, tôi đi về bển tôi ở luôn. Chứ ở đây nè, đã nghèo rồi còn nghèo hơn. Cho con non lá đó. Ê, em ma tí. Trời ơi, bà đem hết về bên đó rồi tôi lấy gì tôi ăn trưa nay trời. Ma tí. Tiêu ma ơi, đúng là giàu út ăn nghèo út chịu. Trời ơi, chết con rồi. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Đã bụng qua. Thắm thằng ơi, mai. Gì? Mai. Bây giờ em có phải con Thắm không? Đó, em thấy chưa? Nè, anh đưa em lên thành phố là đúng chính xác luôn. Tút em trở thành một hoa hậu. Bây giờ làng mình cái gì cũng thay đổi. Cũng giống như em cũng thay đổi nè. Đó, quay một vòng. Ú cha. Em của anh quá là đẹp luôn nha. Cái gì vậy? Thắm hả? Thắm ơi, da đau mày. Cho mày, nên mày sát thương tao hoài vậy. Trời ơi. Thắm cái gì? Làm như ma vậy? Theo dõi người ta hả? Không có. Anh ấy ơi, anh hai ơi, thấy hôm nay lạ quá. Hồi đó xấu quắc à hen. Hồi đó học chung nè, mà. Nè. Quên đi. Quên đi. Ủa, bạn học mà. Ta biết rồi, nhưng mà cái chuyện hồi xưa là chuyện của hồi xưa. Thắm ngày xưa đó không còn tồn tại, chỉ có biết Thắm bây giờ đã về làng. Hồi xưa đen hơn giờ thôi à, chứ đâu có gì. Hồi xưa nó có tên chứ bộ. Hồi xưa Thắm nó có tên là cái gì nó Thắm như thúi cái... đúng không? Không, Thắm cái tấm thức mẹ. Chân ghẻ không? Tròn cái dép vô mặt hay tụi bay. Cái gì vậy? Ê, tụi bay nhìn kỹ nha. Em của ta bây giờ là hoa hậu nha. Trắng trẻo cao ráo nha. Đâu nè. Em đứng kế lấy giùm anh. Em xin phép ạ. Thắm, nhớ tôi Thắm ơi. Hay tội quá. Ủa, đâu rồi? Mày dạt. Đây rồi. Tao nói chuyện không nè. Cái này thì em ve lại. Cái này thì em ve lại. Về số ký thì em không bằng đâu. Xí. Không mà hôm nay Thắm đẹp ha. Thắm đẹp á. Thiệt đẹp luôn á. Các chị là... Ủa chị gì? Khùng quá nhớ không? Bạn. Con đào lùng. À đào lùng. Mai mập. Tiếng Anh gọi là phép gì đó. Mai phép. Ủa kỳ ha. Ơi mà sao đi thành phố về nhìn lạ ha. Ta nói vừa đẹp nè vừa xinh mà nói chuyện cũng còn du duyên lắm á. Cái đó tập lại. Cái gì ta làm không được thì ta học hỏi từ từ nè. Hai em cũng muốn đẹp hả? Muốn chứ. Hai em cũng muốn xinh hả? Con gái nào không muốn? Biết con Thắm nhà anh nó được vậy là do ai không? Do ai ạ? Do anh đó. Ủa mà là không là ở trên thành phố về mới vậy phải không? Đúng không? Trời ơi, trước khi đi thành phố là phải qua bàn tay huấn luyện của anh. Thành phố người ta gọi là cái gì? Nghề nghiệp em? Tạo nghiệp hả? Khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp hả? Nghiệp tổ. Ê, tu nghiệp. Cái gì mà tự nhiên cái đi học là khẩu nghiệp. Làm gì chữ lộn cái gì? Tào lao hả? Nè, đúng rồi. Không phải ai lên thành phố là cũng đẹp đâu nha. Là phải qua tay của anh tôi mới được đó. Phải huấn luyện nghe chưa? Giống như trong đá banh của huấn luyện viên. Thì trong cái đẹp cũng có người huấn luyện cho đẹp. Cái này tôi biết nè. Giống như ở trong trường có huấn luyện chó, nuôi chó. Chó dạy là phải huấn luyện chó. Có, nhưng mà nó không có liên quan. Nhưng mà nó là một cái lĩnh vực khác. Đúng rồi. Đây là con người chứ không phải là súc vật. Thích quá mày. Đẹp quá. Thích không? Thích. Em nếu như muốn thích á thì phải liên hệ với anh. Phải liên hệ với anh. Liên hệ sao? Anh là người huấn luyện và đào tạo bài bản. Anh sáng làm nông, chiều tối anh về anh nghiên cứu. Anh lên mạng anh lùng sục
những cái cuốn sách, những cái tài liệu, những cái clip huấn luyện hoa hậu người mẫu. Hay quá. Ở chân ngắn thành chân dài. Mập thành nớm. Ui ngon vậy. Hay lắm. Ủa mà sao còn rẻ, mà sao không hết rẻ? Tại vì cái lúc này chưa có không tới, mày hỏi hoài, tôi cho cái dép cho mặt bây giờ. Không hỏi nữa nhưng mà nãy giờ mày nghe tao nói là huấn luyện là xấu thành đẹp. Lùn thành cao, mập ốm thành mập. Đâu có chữ thẹo trong đây. Khúc này chưa không tới. Từ từ học. Sao không cho về nhà đi chứ đứng hơi nắng đen thui như đó nữa sao quắc à. Nè. Hai em có muốn trở thành hoa hậu thôn nữ làng quê không? Muốn chứ, con gái ai không phái trời. Nhưng mà phải tốn tiền nha, tức là nó gọi là học phí đó. Hơi cao đó. Nhà nghèo mừng ruộng tiền đâu mày. Không ấy, có cây cuốc cầm đỡ trước đi. Nhìn đi, thấm ngày nay đã không còn như thấm ngày xưa nữa. Vậy mày? Tao đi. Ủa? Tập đi guốc để mốt mình đặng mà mang guốc cao. Ê cái này người ta nói là tập đi cà kheo chứ guốc gì. Ta guốc người ta hai chiếc thì có một cục vậy. Bây giờ không có sao hai chiếc được. Giờ mày dịnh tao đi, tao tập đi cho nó cao. Trời ơi gì khó vậy. Rồi đi. Ủa cái đó giống như đứng mà. Cái nó quen cái độ cao trước mày hiểu không? Vậy mày dám ấy tao đứng. Rồi mày đứng đi. Tao sụm tao té đè. Rồi cố lên. Tập đi. Thôi nghỉ đi rồi. Nghỉ đi. Thiệt. Rồi dính tao nè. Trời ơi cái gì vậy? Mô Phật ạ. Trời ơi. Cái gì làm hết hồn vậy? Gì vậy? Chỉnh lại. Trời. Mới đi hát lô tô đâu về vậy? Hai em. Ủa? Sao anh biết ngay vậy? Đó, mặc đồ là biết rồi. Chàng ơi, tôi mới xin được cái đầm ở bên đàn lô tô đó nghe, của bà Thí Liễu á. Còn tôi nè, trời ơi nè, tôi mới giật cái mảng bển tôi mai thành bộ đồ. Ê, chụp được đôi bông luôn nè, hơi đẹp không? Vậy mà cũng làm được nữa hả? Được chứ. Ê, nói nghe nè, mà anh thấy hai đứa tụi tôi lên đồ một cái là con nhỏ em anh lép kẹp luôn đúng không? Không được. Cố gắng lắm rồi á. Còn thiếu nhiều lắm. Không lẽ hai đứa này nó ủ mưu, nó muốn làm hoa hậu thôn nữ làng quê phần 2 cái ta. Đúng rồi. Hả? Nó nhỏ mày cũng nghe nữa hả? Tôi đọc được nội tâm của anh mà. Tôi đâu có điếc. Trời đất ơi. Nhưng mà ê nói cho hai em nghe nha. Muốn trở thành hoa hậu thôn nữ làng quê á là phải trải qua quá trình rất là cam go. Mà muốn trở thành như vậy là phải cần có người dạy. Tụi em thừa biết anh nói gì không? Anh là huấn luyện viên cho em của anh đó. Thì sao? Thôi. Ông có nói rồi nhưng mà ý là tại vì tụi tôi có đủ điều kiện học đâu. Nè quần áo còn không có tiền phải đi xin lấy của người ta đó. Ý nói là bây giờ có gì mặc đó hả? Cây nhà lá vườn. Muốn trở thành một hoa hậu hoàn hảo, ngoài cái ăn mặc đẹp ra cứ cho là bây giờ là bộ đồ của tụi em đẹp đi. Đúng không? Nhưng mà cần phải có kiến thức. Kiến thức là con kiến nó không có ngủ. Là nó thức rồi nó đi ăn. Tào lao không à. Kiến thức. Tụi em có nhớ những cuộc thi hoa hậu chiếu trên TV không? Có chứ. Đó trước khi là trước khi mà người ta công bố giải á là ta hay hỏi thí sinh lên là những câu hỏi là ABCD gì đó. Cái đó là cái phòng thẩm vấn. Trời ơi. Ủa sao biết hay vậy? Cái trời phòng đó là thẩm vấn á. Nhìn vậy á, chuyện đơn giản vậy mà nó cũng nghĩ ra được. Ủa vậy là nó có kiến thức rồi hả? Đó, vậy là có kiến thức đó. Thẩm vấn á, là thẩm vấn. Phải thẩm thấu những cái xung quanh, những cái gọi là những cái sự việc trên toàn thế giới này là cần phải đi học. Mà học ai? Phải học anh. Đó, anh là một người rất là có nhiều kiến thức. Thôi, biết rồi đó. Nhà mình nhà ổng làm nông không mà kiến thức kiến ngủ gì. Ê bậy nha. Làm nông đó là chỉ có buổi sáng thôi. Đó nè mặc đồ nè thấy không? Chỉnh tề bình thường đó. Mặc đồ chỉnh tề để chi? Đó hồi sáng là đi làm nông. Đó chiều mình làm công. Tào lao không à. Chiều mở tivi lên nghiên cứu về kiến thức. Đó ta gọi là sáng làm nông, chiều làm phong. Phong giật gì? Phong giật cái nhỏ này tào lao tao khỏi dạy bây giờ á. Cái phong gì? Phong độ. Người đàn ông có phong độ là phải có kiến thức. Hiểu chưa? Còn muốn trở thành một hoa hậu hoàn hảo cũng phải có kiến thức. Đóng tiền học đi, anh dạy cho. Trời ơi, tôi nói rồi. Mắc quá. Ai đâu học nổi. Nhà nghèo mừng nông không à, biết học phí nhiêu đâu mà thôi mắc lắm không học đâu. Không,
khỏi đi em Quy. Ừ. Giảm 50%. Thôi 50% cũng còn mắc nữa. Mày biết nhiêu mắc? Thì cứ 50% là còn 5... số là còn mắc. 50% cũng mắc nữa hả? Đúng rồi, còn số mà. Chơi đẹp luôn. 70%. Cũng còn số luôn. Còn số cũng đẹp á hả? Còn số là còn mắc. Tao cũng đâu biết 70% nhiêu đâu. Trời, chơi đẹp mày luôn. Chơi đẹp mày luôn. Hết số luôn. Chơi hết số luôn, bỏ số luôn. Là miễn phí ăn miễn phí luôn. Miễn phí cái gì? Đây nè, chơi đẹp luôn. Dạy một đứa đóng tiền một đứa thôi. Dạy một đứa đóng tiền một đứa là mày... cô Nhiên nó cũng vậy mày ơi. Cũng vậy mày ơi. Đóng tiền một đứa dạy hai đứa. Hùng tiền. Tự nhiên đang là nông dân, bây giờ trở thành huấn luyện viên. Wow. Thời tới rồi, cản không nổi, cờ tới tay phải bất thôi. Vô tình mình trở thành ông trùm nóng trong tay những người đẹp hoa hậu, người mẫu của cái thôn này. Chết, quên nữa. Bây giờ này mà hai học sinh của mình chưa tới, đi học kiểu này là chết rồi. Trễ giờ là không được. Đâu rồi ta? Thầy ơi. Có thầy đấy. Trời. Chứ gì mệt vậy? Mệt quá. Mới đi đâu về vậy? Đi ra ruộng thầy. Đi ra ruộng? Dạ. Đúng rồi. Không nhớ là bây giờ là giờ này là tôi kêu qua đây học mà. Nhớ đi. Mới qua đó. Đó dạ. Học cái gì? Học hoa hậu. Dạ. Hoa hậu gì cái đi làm ruộng là sao? Trời ơi thì công việc phải làm chứ. Dạ. Phải mình phải lao động để thực hiện ước mơ. Lao động thực hiện ước mơ. Rồi, tạm chấp nhận. À. Mắt lờ đờ. Ê. Hai em nha. Nha. Gì hay là đi đám tiệc rồi giả bộ uống xỉn nha. Nha, không có được nha. Mình á không có được uống rượu bia trong lúc học. Biết chưa? Không có, em mà uống vô là em ngủ à. Vậy hả? Yên tâm dạ. Đi, giờ này không có gì nhậu mà cũng không gì ăn đâu. Dạ. Làm tao nói nắng muốn gần chết luôn. Thì biết không, hồi nãy em ra em làm trời nó cực lắm. Nó vừa cuốc đất mà nó vừa cắt cỏ. Mệt ha. Mệt lắm thầy ơi. Mặc nguyên bộ đồ này làm ruộng. Thì đó nó chứ đâu. Chứ gì nữa. Trời đất ơi. Trời ơi, làm ruộng. Tao nói chạy công xương sống mới chạy qua đây kịp giờ học của thầy á. Ủa thầy kêu phải thôn bữ phải cho nó sốc sốc lên. Đúng thì rồi. Vậy là nó mới. Thôi được rồi. Thầy biết được quyết tâm của hai em. Nhưng mà mặc dù nó có một cái chút xíu sai, nhưng mà bù lại này nó cũng hơi sốc. Cũng được thầy. Dạ. Đó. Rồi bây giờ hai em làm lại tôi coi. Bộ đồ này mà đi ruộng để coi có thích hợp với hoa hậu đi ruộng không. Rồi thầy nướng nó đi. Nè, cái cuốc nè. Hôm mà cái tướng đứng cuốc bình thường ai cũng dày đúng không? Ừ. Hồi nãy cắt cỏ tướng siêu đẹp luôn. Đâu làm coi. Cái thôi chết rồi để quên cái lưỡi liềm ngoài rồi. Trời ơi. Coi như có lưỡi liềm. Dạ mình có kiến thức mà. Rồi mình giả bộ tưởng đi. Tượng, giả bộ đi. Đây là cái lưỡi liềm. Rồi cái lưỡi liềm. Đây là hoa hậu thôn nữ. Rồi coi. Mình đi ra ruộng. Mình thấy cỏ. Ô kìa cỏ. Mình đứng. Mình nắm cỏ. Thôi. Trời đất ơi hên á, nãy tao không đứng sau lưng mày đó nghe. Sao vậy? Tao đứng là học ngu thấy bà rồi. Trời đất ơi mặt đầm mà đứng vậy đó hả? Trời đất thánh thần ơi. Đứng như vậy nó mới trụ được rồi mình mới có thế mình cắt chứ. Hoa hậu kiểu đó là cắt đầu bạn em khảo luôn á. Biết không? Rồi em làm coi. Mình bây giờ mày làm cho tao thấy là tại vì em đi xạ phân. Xạ phân? Dạ. Rồi đi coi. Xạ phân ngày thường là trời ơi cầm gì đi. Xạ phân vậy phải không thầy? Đúng rồi. Bình thường quá rồi, hôm nay mình tờ thúng nữ mà. Cái mình phải bưng cái thúng này lên đây vậy. Nha. Cái mình đi. Mình không cần dùng tay nữa thầy. Phân nó tự xạ. Rồi được rồi. Được hai hoa hậu này á. Dạ. Mà nãy giờ mà có ban giám khảo rớt liền tại chỗ. Sao kỳ vậy? Sáng tạo quá mà thầy. Sáng tạo nhưng mà nó phải thích hợp, nó phải đúng. Hoa hậu là gì? Hoa hậu là một người đẹp đúng không? Công nhận không? Dạ. Đẹp là sao? Đẹp là phải thùy mị. Thùy mị. Phải nhẹ nhàng, phải nữ tính. Đúng không? Cho dù chúng ta đi đâu làm gì, phong thái chúng ta lúc nào cũng phải nhẹ nhàng nữ tính. Đúng không? Đó, giống như nãy là em là gì? Cắt cỏ. Cắt cỏ. Đó. Hai mà cầm hoa hậu mà đó cầm cái lưỡi liềm. Như vậy. Cắt gì? Cái đó là cắt cổ. Vậy cho nó lẹ để đặng qua đây học. Cái đó là mình làm ruộng ngoài đời. Ha, à, còn cái này mình là hoa hậu rồi. Mình một bước lên là hoa hậu là nó khác. Đó, cầm lưỡi liềm, móc lưỡi liềm ra. Đó. Đúng không? Đó, bước tới. Đánh cỏ nè. Đó, nhẹ nhàng ngồi xuống nè. Cái cỏ nó cắt.
đó, nhà ở nhà một, lóng hai lóng đó. Xong rồi, lấy cỏ dê 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 về, bỏ vào thùng rác. À. Nó nhẹ nhàng đó, lúc nào qua hậu đi tướng nè, nó ra là mới gặp nè. Hay quá thầy ơi, cắt đó. Cái kiểu thầy là ngày mai mới xong á. Ừ. Bây giờ có muốn đi thi không? À muốn chứ trời. Có muốn được đẹp không? Dạ, muốn. Còn không đi ra về làm nông dân, đi dạ, đi. Dạ, thầy, thầy. Dạ thầy. Cãi không ạ? Đúng rồi, cãi thầy núi đè. Dạ. Đúng rồi. Còn này là gì? Dạ, xạ phân. Xạ phân. Dạ. Xạ phân. Mình để đầu rồi nhảy hip hop hả? Hip hop hả? Hip hop hả? Cho nó lẹ thầy. Để nó lẹ. Dục tóc bất đạt. Bỏ đi. Dạ. Chậm lại, từ tốn lại. Mình đẹp mà. Dạ. Đó, xạ phân. Đó. Xong gặp láng giềng gần sớm. Chào. Ủa rồi xạ phân chỗ nào thầy? Đây đang cầm đây nè. Ờ xạ đi chứ không thôi. Tay trái, tay trái nha Vịnh nè, tay phải nè. Đó, ê, cái này đó. Thầy cái này má tôi á, tháng 7 năm nào bà cũng giải muối gạo kiểu này hết á. Gặp muối gạo tháng 7 là đã cục hộp. Thầy nữa, cãi thầy nữa. Cãi thầy quay. Thầy giỏi cãi thầy quay đi. Cãi lắm thầy. Ừ. Cái đó rải muối hột á là không ai đứng gì, để bồ là bóc này chọi này, chọi vô cái mặt này, chọi vô cái mặt. Ủa em đâu có cãi thầy đâu thầy. Ừ lộn nhá. Đâu làm lại coi. Dạ. Nhỏ này coi vậy mà cái dáng nó được hơn nè. Dạ. Đâu làm lại nè. Dạ. Xả phân nhẹ nhàng. Xả phân đi nhẹ nhàng từ đó nè, đó chéo lên nè, thấy sướng nè đó. Rồi cái tay đó, cái tay nè. Đi thầy chéo cái giò nhiều quá không có quen thầy ơi. Hoa hậu là phải đi vậy. Đi chéo dữ dần vậy. Bây giờ sao, có muốn làm hoa hậu không? Dạ. Mày đừng có cãi thầy nữa. Rồi làm lại nè. Dạ, mắt nhìn thẳng. Dạ nhìn thẳng. Đi nhẹ nhàng. Đi nhẹ nhàng. Nhẹ nha mày. Nhẹ nhàng. Xả phân. Đó. Xả phân. Nhìn thẳng cười. Đó. Cái đó là em đuổi khách, đuổi ban giám khảo. Trời ơi trời. Ờ. Mình muốn Anh hai. Ủa? Ờ Thắm. Đó. Ờ. Xoay nè, xoay vòng coi, xoay vòng nè, xoay vòng, xoay. Đó. Xoay qua đây luôn nè, đó, đó. Đó. Ủa? Đó. Thấy chưa? Em thấy chưa? Hai em thấy chưa? Ê, xin xin ông mặc đậm. Ờ. Đó. Tại sao mặc đậm? Hôm nay mình ra vườn mà. Thì mình phải mặc áo ba mới phù hợp chứ. Mới thoải mái đúng không? Đúng rồi. Đó, hoa hậu. Cho dù mặc cái gì cũng là phong thái hoa hậu. Bước vô rất nhẹ nhàng, không nghe tiếng luôn mà. Đâu em mặc áo bà ba hoa hậu phong cách làm sao này, thăm vườn nè. Đi nè. Đó đi nè, đi nè. Đó. Đẹp mấy. Rồi. Rồi. Sao nó dễ quá. Có người quen nè. Có người quen chào nè, nhớ nha. Đó. Ê Thắm, Thắm mày đứng yên mà Thắm. Ê. Ê coi chừng té nha Đào. Không có, mai kêu Đào mới té đó. Vô 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 mình đảo lại nè, mình đảo lại nè. Đảo lại nè. Đó. Đi người ta cái mặt người ta nhìn thẳng chứ ai đâu mà nhìn. Đó 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 đó. Trời ơi. Đi xuống. Xuống giùm cái. Được không vậy? U là trời. Mai. Y chang. Y chang gì? Khoan nhầm coi. Y chang Thắm. Y chang còn Thắm. Y chang Thắm rồi, giống Thắm rồi. Giống Thắm hồi lúc còn phèn chưa có lên thành phố. Cái gì vậy? Thì nè, thì y chang vậy nè, thì cũng dép lê rồi quần đen, áo không ba. Phải, giống Thắm là giống hoa hậu thôn làng, thôn nữ gì chứ. Không nha, không giống. Sao vậy? Ê mình, tôi nói nghe nè, tính tới tính lui thì tôi bà giờ cũng giống như hồi lúc đầu. Không mấy giờ tôi chạy về nhà, tôi lấy hai cái nón lá, rồi. Hai cái cuốc, hai mình đứng giống như hôm bữa đi. Nó mà để ý nha. Đúng rồi, đúng không? Có cái màu hơi tươi thôi. Bữa màu nó tối. Ủa nhưng mà ăn Thắm nó kêu là muốn giống nó thì nó mặc bà ba. Mình phải mặc bà ba. Ừ. Nó mặc áo đầm, mình phải mặc áo đầm. Thì đúng rồi. Thì... Nói chung là nó mặc cái gì mình phải mặc cái đó. Ừ nó thì... giống. Trời. Ừ. Trời. Ủa cái này là nay nó mặc áo dài nữa rồi. Ôi tôi chết rồi bây giờ. Mai áo dài hả? Thôi. Vậy Mai sao được mà Mai? Sao vậy? Trời ơi bà nhớ không? Hôm bữa Mai có bộ đồ chút ét à. Thì tôi tốn hết cái màn hai bên cánh gà của đoàn lô tô. Hôm nay mà mặc áo dài nó trộn chắc mất luôn cái phong nền của người ta. Chứ giờ chứ. Ủa sao? Hai người đứng đây hả? Hello. Áo dài đẹp quá ha. Hai người tính đi may áo dài hả? Tại vì thấy Thắm mặc áo dài nè. Đi may đi. Ôi áo dài đẹp mà hao dài quá. Sao vậy? Tôi tốn dài á. À vậy là không thích mặc áo dài nữa. Thích chứ. Không mấy Thắm còn dư bộ nào không, cho mượn vài bộ đi. Thì ra thì đồ của Thắm á nó bị dài á, cho nên là nếu bạn mặc vào á nó không có được đâu, nó sẽ bị kéo dài trên đất, nó dơ hết. Lùng. Tao biết rồi. Ừ. Còn bạn thì bạn tôi dài nè, tôi dài. Bạn cũng được, chiều cao bạn
ổn. Nhưng mà nếu mà bạn mặc vô á thì nó sẽ bị gách áo dài của tôi mất. Cái áo dài tôi eo nhỏ xíu à. Hai 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 cái nhập lại. Em muốn rộng để ba cái. Không được luôn, nói vô không được, bể phọt hết, người ta không đẹp. Chứ bây giờ tôi chứ thắng mặt cái này khó cho tụi tôi quá. À vậy hả? À vậy ai chiều nay tôi mặc bikini đó. Chiều nay không biết có ai chuẩn bị bikini mặc đi cày rượu không ta? Cái gì? Cái gì Thắm? Thắm nói gì? Bikini. Mày ơi, chứ là gì? Cái là chạy là sao? Không biết bikini là cái gì hả? Nè, nói cho nghe, bikini là đồ bơi. Đồ bơi. Trời ơi, mà cái đó dễ lắm. Dễ hả? Bơi nè, bơi nè, bơi dễ không? Đúng rồi, đúng rồi. Mấy quần xà lỏn mà, dễ mà. Ở đây là mặc mấy cái áo tay cục rồi mặc quần cục rồi nó nhảy xuống. Xí, nói nghe nè. Ấy là quần tà lõn hả? Ê, nói nghe nè, mặc cái đó là người ta nhìn người ta cười mình chết á, không có phải. Ủa gì thấy đi bơi đây mặc vậy không hồn quá nè, đây nè, chỉ nè. Đó là một bộ, hai mảnh. Một mảnh ở đây, một mảnh ở đây. Càng mỏng càng tốt. Ê, mát á, mát không đó, mát lắm, mát lắm. Tao thấy rồi, người ta mặc hai mảnh. Mày chắc hai mẫu á. Ôi, thôi ai mặc được chứ tôi mặc kỳ lắm. À, vậy là nếu bà không mặc được hai mảnh thì không mấy bà mặc một mảnh đi. Một mảnh là một mảnh xong kéo dài xuống dưới đây tới đây thôi. Ôi trời ơi, nhưng mà nhìn giống cái bánh tét lắm. Vậy hả? Tôi chắc được ha, tôi chắc được á. Mà hơi lép nha. Cũng được, hơi lép nhưng mà chân cũng hơi ngắn á. Nói chung là cũng không ok lắm đâu. Bởi vậy tôi nói là bây giờ tôi mặc cái gì thì kệ tôi đi. Hai người bớt bắt chước lại giùm cái. Đồ người ta mặc mà làm gì suốt ngày bắt chước hoài. Hôm qua tôi mặc bà ba cái bắt chước mặc bà ba theo. Không hiểu luôn. Nghĩ gì trong đầu vậy? Bây giờ thời trang của mình là mình tự lên, mình thích mặc cái gì mình mặc phù hợp với mình nhất thôi. Ai đâu mà đi bắt chước người ta hoài, đồ người ta mặc lên đẹp mà mình mặc vô chắc gì mình đẹp. Hiểu không? Thì nói hay chữ thì nói dữ vậy? Ý là tại vì mấy nay tôi thấy mấy người bắt chước tôi quá cho nên tôi hơi cũng khó chịu đó. Tại thích á, tại vì đẹp, anh chứ. Tài anh của mấy người nói là phải làm theo mấy người rồi tôi mới làm theo đó. Đúng rồi. Chứ gì? Thắm ơi. Trời. Ủa? Em sao em mặc áo dài chứ vậy? Em ăn mặc bộ gì chết anh luôn á. Trời ơi. Ủa là sao anh Tài? Ủa anh nói là phải mặc theo đồ Thắm mà đúng không? Rồi giờ tôi không có áo dài, giờ mặc gì? Cho anh mới. Cái này là mốt mới đó. Ráng tìm mặc đi, mặc giống vậy mới làm hoa hậu được biết chưa? Trời đất ơi, anh nói gì ngang ngược vậy? Tự nhiên giờ không có rồi bắt mặc theo rồi giờ đồ đâu mặc. Tiền bạc như tụi tôi đóng tiền học cho anh hết trơn rồi, anh đào tạo tụi tôi gì mà giờ anh bỏ ngang vậy? Đúng rồi. Tôi dạy mà. Tôi dặn rõ ràng mà. Ai làm gì phải làm theo đó. Còn bây giờ đó, không có áo dài là ráng chịu. Anh nói điên cũng phải nói lại chứ. Tụi tôi mừng ruộng tiền không có. Anh nói anh bớt học phí thì tụi tôi đóng hết luôn rồi. Ủa đúng rồi, bớt học phí là đóng một người, dạy hai người. Thì đó, đóng một người. Những gì sơ sót xảy ra là phải chịu. Còn khi nào mà dạy hai người, đóng hai người là tôi lo chu toàn. Đúng rồi. Tại là lúc mà dạy này chỉ có áo bà ba. Còn phát sinh ra đâu tiền đâu. Không đủ tiền thì gán chịu. Tôi biết rồi. Hai anh em này. Nè. Hai anh em mấy người. Dám hả? Dở trò lừa gạt hai chị em tôi đúng không? Gì đâu lừa gạt. Muốn trở thành một người đẹp hoàn hảo thì phải tốn tiền. Ha. Khôn nhờ dạy mà chịu. Tự nhiên giờ tôi mất tiền rồi nói vậy hả trời? Thôi đừng có nóng. Nói chung là tại tụi mình dạy, tụi mình khờ, tụi mình đưa tiền cho người ta làm chi giờ, đáng chịu chứ. Đúng rồi, mình phải là chính mình.